Mến chào cả nhà nha. Hôm nay mình đi vòng vòng hè mình thấy ốc hương, ốc sên á nhiều quá. Mình đi vòng vòng kiếm mình lụm mới vô mình làm hấp món ốc sên hấp bia thưởng thức buổi chiều cả nhà ơi. Giờ mời cả nhà mình đi vòng vòng kiếm nha. Mưa nãy giờ lại chỗ chỗ lắm mấy anh. Ốc hương này là đeo mưa mùa nước để đeo lên cây nè các bạn. Như nó gom lại mấy cái chỗ mà rút cây á, mở có cụm vậy. Đây. Ồ, ồ. Đó, đây. Kiến luôn. Ốc và kiến nữa. Đây bên. Ồ đây kìa kìa kìa. Không. Cái mưa này nó gom. Nó gom lên mấy cái gò. Ồ. À quá. Vô cái mình ngâm nước muối với chanh nha. Mùa nước này gom quá sẽ gom vậy ta. Chỗ nào gò nó gom đó nè. Ốc này ốc hương. Người gọi ốc sên, người gọi ốc ma. Quê mình thì gọi là ốc hương. Đấy. Đi vòng vườn bắt chưa hết nữa là cả nhà được nhiêu nè, đủ ăn rồi, ăn buổi chiều chơi thôi. Bây giờ mình để ốc này nó nhớt lắm, bây giờ mình xử lý nó cái lấy muối nè với hạnh để mình xử lý nó cho nó bớt nhớt. Quá trời mùa nước này nó gom lại quá luôn cả nhà ơi. Cái này hạnh xong với muối cho nó loãng vô cho ốc chưa. Này cái rửa xử lý mình ngâm nãy giờ cũng khoảng nửa tiếng rồi nha cả nhà. Nhớt nó ra quá ra giờ đổ ra mình rửa rửa sạch lại cho rồi mình hấp. Ô nhớt nè chất này chạy mình rất là tốt nha. Cho vô chảo giờ mình vô những gia vị để mình luộc nha cái nè. Cho một tí một bộ. Đó. Tí tiêu, tiêu xay. Quá đỉnh lắm mà nghe. Vậy muối cục. Giờ mình cho bia vào. Ăn đây. Một lon bia. Rồi, cho lửa lên. Rồi dắp, nắp. Bây giờ mình kiểm tra. Đó. Hiểu không? Để lấy cái sạn sờ nó lên. Cái nào nó rút xăng nước là hết. Ôi, gì đó là ngốc. Gì Úc Khanh. Úc Khanh chạy game đi nha. Giờ chắc nó cũng đã khô à các bạn ơi. Cái này dở kiểm tra coi. Đâu rồi. Không được rút. Xí xa. Bài buộc thơm quá. Mình chào cả nhà nha. Cái món ốc sên mình luộc cũng đã xong rồi cả nhà. Rất là ngon. Cái ốc cầm lên gít gít nè. Bữa nay cái chỗ ăn của mình hàng ngày đó là nó bị nước ngập rồi cả nhà.
nên mình chạy dạt cái trong này đây đó. Bây giờ đó là hai cha con mình sẽ thưởng thức cho quay phim nó nhìn miệng chơi vậy. Giờ mời cả nhà mình thưởng thức con đầu tiên ơi, nó như thế nào nha. Đó. Đây đó, như ăn này mình nên bỏ ruột nha cả nhà, nó khô lại thơm mùi luộc bằng bia nó rất là thơm. Bỏ gì được bia đúng rồi đó, rất còn là thơm nha cả nhà. Nào, đặc biệt nhất là chén nước chấm mình nha, làm phải cho đủ cay cỡ này nè đó. Giờ mình thưởng thức cả nhà ơi, mời cả nhà thưởng thức nha. Ngay từ từ á Út Khanh, nó béo mà nó thơm cái nha, thịt không luôn, bia nút đây nè, mình cầm ốc nó rất là dính tay nè, con ốc này rất là nhớt nha cả nhà, nhưng mà mình luộc bằng bia thì khi mình luộc nó bia nó rút ra là nó bị mất nhớt luôn ha, cả nhà thấy không? Rồi mình tiếp tục con thứ hai cả nhà. Sao? Giờ mình đâu có còn bị nhớt nữa đâu, rất là ngon. Bởi vì cả nhà biết á, con ốc này ở đây quê mình thì mình gọi là ốc hương, còn mình thấy có số dùng thì gọi là ốc ma, rồi là ốc sên. Nhưng mình đây thì nói chung là nó ba tên nhưng vẫn là con ốc hương, ở đây thì gọi là ốc hương. Chế biến được cũng rất nhiều món nha cả nhà. Ngon ốc kia nữa chứ. Tới đây mình xong cái làm cái món hấp bia này xong, tới đây mình cũng sẽ làm con ốc này một cái món khác nữa. Thì cả nhà mình cũng nhớ đón theo dõi nữa, mình làm cái clip tiếp theo về dẫn ốc hương này nha cả nhà. Ốc thịt không luôn. Quá ngon. Nước chấm nó chua chua, nó cay cay, nó đã anh ơi. Quá trời đã. Ốc này giờ phổ biến rất nhiều, nhưng cả nhà mình có ăn thì mình bắt nó ngoài vườn. Ôi ôi quá trời trứng luôn. Rồi ốc nó trứng quá trứng luôn kìa, đưa cho cả nhà xem đây. Quá trứng luôn. Bỏ trứng đi. Quá ngon cả nhà, mời cả nhà mình nha. Trời nó quen bụng trứng luôn nha. Trứng nó đẹp quá ha. Trứng mà ngon nó dạng nghèo. Ngon quá cả nhà. Đục bia gầm ốc nó rất là rích. Khô nhất. Đã thằng ơi. Cái này ngon nhất là cho biết làm gì không? Được. Nướng nữa. Nướng mỏi phải không? Đúng rồi, nướng nó còn ngon dữ luôn. Nhưng con hấp bia nó sẽ thơm hơn. Thôi ăn có rượu thơm của bia. Còn nướng thì nó khô. Cả nhà thêm tiếp của ba cha con mình, cả nhà nhớ như đăng ký kênh và like và chia sẻ ủng hộ ba cha con mình nhé. Xin cảm ơn cả nhà. Quá ngon hiểu ơi. Nó con cài nó đã, cái trứng nó màu nè, quá ngon. Không nhớ mình lưu ghi chưa ấy là mình cầm không được đúng không? Này hết nhớ rồi. Khi mình xử lý qua muối và chanh là mình đem nó hấp bia, cả nhà thấy nó khô gan không còn một miếng nhớt nào hết, phải không? Rất là ngon, rất là mềm giòn, ăn nó có độ giòn giòn béo rất là ngon. Ở trên nó giòn lắm, giòn luôn nha. Giòn quá ngon. Nhà chưa hết, chưa nuốt rồi bắt đầu lấy con tiếp theo rồi. Quá ngon. Ốc này nè, nó ăn tạp lắm nha cả nhà. Nếu mình có ăn tự đi bắt á, được mấy cái vườn sạch. Chứ ốc mà bắt có khi là bà con ra chợ là mua đó, có khi nó bắt những cái chỗ nó không được sạch sẽ, cũng ăn cũng không có tốt. Tuy ốc này ăn rất là bổ, nhưng mà mình tự bắt, mình biết cái những cái chỗ nào nó ốc nó ở sạch sẽ bắt là ăn nó mới đảm bảo nha cả nhà. Chứ nếu mà
mình ra chợ mua không biết tao bắt những cái chỗ nó có sạch sẽ hay không, nó cũng rất là ăn cũng rất là nguy hiểm. Này mình chỉ bắt vòng vòng vườn nhà mình thôi, vườn nhà mình thấy những cái chỗ nó sạch. Béo khi mình luộc bia nước bia nó thấm vô á rất là ngon. Khi mình lấy miếng bột ngọt nè, tiêu nè, muối nè, rồi đổ bia vô trộn đều đây, mà cái nhà mình nha. Mong rằng mình chia sẻ clip được cả nhà ủng hộ nha, nhớ cũng như like cũng như là đăng ký kênh, rồi là xem hết video của mình. Xin cảm ơn cả nhà nha. Nó béo không có tả được. Ớt nè. Được, mời cả nhà ăn miếng ớt luôn. Mời cả nhà miếng ớt luôn. Quá ngon. Ốc này mình làm được nhỏ nè, có ốc này có trứng nè, bạn quay phim, con quay phim, ha, đó, trứng nó màu cũng rất đẹp phải không? Gớt ra nè, vẫn còn nữa nữa, quá xá luôn. Ốc này mình chế biến được rất nhiều món nha cả nhà, mình để ra mình rửa xử lý cho nó sạch nhất là mình kho xá cũng rất là ngon nha. Mình nghĩ nó sẽ ngon hơn là con ốc bu, ốc lát mình rất là nhiều. Ăn cũng rất là dinh dưỡng á. Ốc này là ít tay ăn rồi chứ. Rất là ngon. Bây giờ phổ biến ốc hương này rất là nhiều. Những vườn có cây à. Cầm chua chua, nó cay cay quá ngon. Này phải nãy mình bỏ một miếng lá ổi non vô để thơm mùi lá ổi ta. Không, tại vì là bia rồi. Không có để gì vô mà nói nữa chứ, bia nó sẽ xử lý hết trơn luôn. Chỉ một lon bia thôi, ví dụ ốc nhiều thì mình nấu bia nhiều. Ít ít mình lửa vô vô cho nó tắm nó tắt lại. Vậy tính ra này là hai người ăn là uống lon bia luôn rồi. Đúng rồi, bia nó rút vô đây hết rồi, nó vừa rút vô nó mới xử lý nhớt ra, nó khô ra chảo, thấy không? Trời này cũng sập tối rồi, mình quay nó không có được sáng đẹp lắm. Tại nãy đi bắt ốc không là hết tiếng máy rồi. Mấy cái mình nó đeo mấy cái ổi trái mình nè, mít nè, ăn rất là sạch. Tính cái ốc này ăn trái cây nó ăn mít. Và đặc biệt vườn mình là không nuôi gà, không nuôi vịt nha cả nhà. Mình không có nuôi những cái loại động vật đó để mình ăn ốc, bắt ăn nó mới sạch sẽ được. Chuyến sau mình kiếm bắt mới để mình làm tiếp tục món ốc này, món mới ăn cơm á. Để tới đây cha sẽ chế biến ốc này một cái món đặc biệt rất là ngon. Nó sẽ hơi cầu kỳ hơn, cái này chỉ đơn giản mình hấp bia thôi, làm món kêu món ăn nhanh. Ví dụ có khách mà ốc này mình làm ra nhanh để cho lại khách làm lại gai cũng rất là ngon. Đặc biệt là ốc này đi mua không có nha các bạn. Đúng rồi, ốc này nếu mình đặt á, nhưng mà cũng không dám nữa. Nói chung là mình nên tự đi bắt đi là nó đảm bảo hơn, mình biết những cái chỗ nó sạch, nhất là đi những cái vườn mít rồi đó. Mùa nước này đi mấy vườn mít là rất là nhiều. Chứ sợ mấy cái chỗ mà người ta xịt thuốc cỏ rồi á, cái năm mấy ốc mình ăn cỏ vô á thì mình bắt phải hỏi cái yêu vườn của người lạ, mình phải hỏi có xịt thuốc rồi không. Anh ăn nãy giờ nó không buông ghim luôn kìa, quá đã. Ăn này là phải cho nó thiệt cay, mắm quá cay, cho là quá cay nè, con thở rửa từng cục thịt nữa nè, rất là ngon. Cả nhà cứ làm như mình hướng dẫn đi, ăn nó rất là ngon cả nhà.
cắt sao còn trứng đúng không? Cái này mùa này nó đẻ nhất. Xin mình xin dừng video tại đây cả nhà ơi. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm cũng như là like, chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ ba trẻ con mình. Giờ xin tạm dừng video tại đây để cho bà Khiên vô nó ăn cả nhà, để ngồi nút miếng hoài. Xin chào tạm biệt cả nhà nha.